Xin chào quý vị và các bạn. Hòa chung cùng không khí tưng bừng của ngày tựu trường bắt đầu năm học mới 2015-2016. Hôm nay ngày 5 tháng 9, thầy trò trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ba miền Bắc Trung Nam đã được đón một buổi lễ khai giảng dưới ánh nắng chan hòa của buổi sáng mùa thu khá mát mẻ. Trong đêm nay và sáng mai, vùng xoáy thấp gây mưa ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày qua sẽ bị đẩy hoàn toàn sang phía Thượng Lào và bao trùm toàn bộ khu vực là trường phân kỳ của khối không khí biển. Do vậy mà thời tiết ở Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái tương đối ổn định. Toàn vùng phổ biến ít mưa, có chăng mưa cũng chỉ xuất hiện rải rác ở một vài nơi thuộc các tỉnh phía Tây và khu vực vùng núi. Sang đến ngày mai, trời trong xanh, những tia nắng vàng rực rỡ sẽ trải dài trên khắp nẻo đường ngõ phố. Từ vùng núi xuống đến Trung Du cũng như khu vực Nam Đồng Bằng sẽ được đón chào một buổi sáng mùa thu cuối tuần khá mát mẻ với mức nhiệt chỉ khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Tuy nhiên, mức nhiệt này sẽ tăng dần trong ngày và đạt mức cao nhất vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều với mức nhiệt từ 33 cho đến 36 độ, cảm giác oi nóng sẽ dần xuất hiện. Trạng thái ít mưa và ban ngày nắng nhiều cũng là kiểu thời tiết chung của các tỉnh ven biển miền Trung trong đêm nay và ngày mai. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận, nắng sẽ xuất hiện từ sớm và kéo dài cho đến cuối buổi chiều, khiến cho nền nhiệt trên toàn khu vực tăng cao lên mức từ 34 cho đến 37 độ. Số điểm nắng nóng được dự báo sẽ gia tăng nhiều hơn so với ngày hôm nay. Nhiệt độ cao trong khi độ ẩm trong không khí giảm xuống khá thấp, có nơi chỉ khoảng 60 cho đến 75%, khiến cho tình trạng hạn hán và thiếu hụt nước ở nơi đây vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện, đặc biệt ở các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Do vậy, bà con nơi đây cần có những kế hoạch tưới tiêu và bảo vệ hoa màu của mình một cách hợp lý. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực này vẫn chủ yếu chịu sự chi phối của trường gió Tây Nam tầm thấp, có cường độ yếu, trên cao lại bị khống chế bởi nhánh phía Nam của áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết ít thay đổi, ban ngày mây mỏng, nắng xuất hiện nhiều, thời điểm cường độ nắng mạnh nhất kéo dài trong khoảng từ 12 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều, đẩy nền nhiệt lên ngưỡng từ 32 cho đến 35 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Riêng khu vực Tây Nguyên, do địa hình cao nguyên nên nền nhiệt thấp hơn, phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Vào thời điểm chiều tối và đêm, những cơn mưa rào và dông vẫn có khả năng xuất hiện. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, tác nhân gây ra thời tiết xấu cho vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong những ngày vừa qua đã suy yếu hoàn toàn, nên ngày hôm nay thời tiết trên khu vực cũng đã quay trở lại trạng thái ổn định, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải. Trong đêm nay và ngày mai, suốt dọc các vùng biển từ Bắc vào Nam đều có chung một kiểu thời tiết tương đối tốt. Trời phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng nên tầm nhìn thông thoáng, gió duy trì cường độ khá yếu nên sóng không cao và biển cũng khá êm ả. Bà con ngư dân có thể yên tâm tiến hành các hoạt động khai thác và đánh bắt thủy hải sản. Ngoài khơi xa, trên vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trời hầu như không mưa, ngày nắng, còn khu vực quần đảo Trường Sa chỉ có mưa rào vài nơi, gió thổi nhẹ nên thời tiết cũng ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của các phương tiện tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.